Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Melecoin nhận token MLC nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 5 token MLC. Thì đây là trang chủ của dự án và hiện tại con token MLC này đã có mặt trên CoinMarketCap. Thì với giá hiện tại của nó là 1 đô cho 1 token nhé. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 5 token tương đương là 5 USD. Thì hiện tại thì con token này đã có mặt trên sàn B2B. Thì với cặp giao dịch là USDT, MLE trên USDT thì cái volume 24 giờ của nó còn rất là thấp nha các bạn, rất là yếu. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nha. Trên bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Trường hợp mà bot không phản hồi thì các bạn có thể đợi lại một lúc nha, hoặc là các bạn ấn vào nút start lại nha. Thì con bot này nó phản hồi hơi chậm các bạn. Thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì sẽ hiện ra giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì các bạn ấn vào nút join airdrop. Thì sau khi các bạn ấn vào nút join airdrop xong thì sẽ hiện ra bảng nhiệm vụ như sau. Chúng ta tiến hành làm các nhiệm vụ nhé. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram Group chat giúp mình cho nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta tiến hành join. Đầy kênh hồi luôn á trời. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh channel. Chúng ta tiến hành join. Không biết thoát cái nhóm nào ra luôn đây. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter và retweet lại tin tức. Chúng ta ấn vào Twitter. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là retweet lại pin the tweet. Chúng ta ấn vào tweet. Chúng ta chia sẻ lại bài viết này nhé. Thì ở bài viết này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tweet lại, sau đó thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là subscribe kênh YouTube, thì các bạn ấn vào YouTube channel, chúng ta tiến hành đăng ký kênh của dự án nhé. Thì ở cái dự án này các bạn tiến hành ấn vào nút đăng ký, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow trên mạng xã hội Facebook, các bạn ấn vào Facebook. Trên Facebook thì các bạn tiến hành thích và theo dõi dự án Melecoin này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút submit my details. Sau đó thì hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn ấn vào nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile, sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link kênh YouTube của các bạn. Link kênh YouTube của các bạn thì các bạn vào YouTube nhé. Các bạn copy lại cái link kênh YouTube của các bạn. Thì trên YouTube thì các bạn chọn avatar, các bạn chọn kênh của bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link kênh của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại. Hoặc là ở trên ứng dụng của YouTube, trên ứng dụng YouTube thì các bạn chọn avatar này, các bạn chọn kênh của bạn này. Sau đó các bạn chọn vào phần dấu ba chấm này. Sau đó các bạn chọn vào mục chia sẻ. Sau đó các bạn ấn vào sao chép đường dẫn. Thì các bạn sẽ sao chép lại cái link kênh YouTube của các bạn thôi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link kênh YouTube của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Ok, tiếp theo là nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Facebook. Link profile Facebook thì các bạn quay trở lại với Facebook.
các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn. Thì bên trong trang cá nhân Facebook của các bạn chọn vào phần dấu ba chấm này nè. Sau đó các bạn chọn vào phần sao chép liên kết vào trang cá nhân. Tiếp theo đó thì các bạn copy lại cái link profile Facebook của các bạn nhé. Sao chép lại, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ email, thì các bạn điền lại địa chỉ email của các bạn nhé. Và gửi cho bot. Sau đó thì hỏi chúng ta là điền lại địa chỉ ví ERC20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví Miser Wallet, các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại địa chỉ ví ETH của các bạn, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, theo đó thì nó sẽ hiện lên address cho các bạn thôi. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được, thì các bạn có thể ấn vào phần Statistics này để kiểm tra số cái token mà các bạn kiếm được nhé. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 5 token MLC, nó hiện trong phần balance trên con bot của các bạn. Và đây là link red của các bạn copy link red đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Mỗi lượt refer thì các bạn sẽ nhận được thêm là 2 token MLC. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 5 token MLC từ dự án Melacoin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.